Tới chưa? Đúng như trên bản đồ. Lớn chậm thôi Milu, mới có hai ngày mà bự chà bá vậy. Rùi thở tao còn nghe, mà tụi bay tính lẻn vô nhà tao sao? Anh ơi, tụi em đợi nửa tiếng này nè. Vô sao không nói mày? Tổ chức của bọn em rất cần anh lúc này. Ta xa Sky đã 15 năm rồi. Bọn em không phải đến từ... Ta không quay lại đâu. Tổ chức của bọn em... Đừng nhiều lời nữa. Ta đã bước chân được khỏi giang hồ thì không quay lại đó nữa. Thật ra tổ chức của bọn tôi... Tổ chức cái cục cức. Hai đứa bay tao cắt cổ trong vòng 5 giây. Từ trước tới giờ... Chưa có một thằng nào có thể đụng đến một cọng lông của tao. Mày làm cái gì vậy? Tìm bói còn chưa chuẩn bị mà. Thiệt vậy luôn á hả? Chuẩn bị là tao nói, chứ không phải là nó. Thôi bỏ đi. Dù sao cũng vết thương ngoài da thôi. Súng đạn còn chưa làm gì được tao nữa mà. Ốc chó, mày có nghe tao nói chuẩn bị không mày? Bây giờ tao mới chuẩn bị nè. Nói tiếng Anh cho mày hiểu luôn. I'm ready. Xin sẵn đặt quái lì chung khâm tình bất sĩ trình trình đô chỗ lò thái xuyên lì chí thiên chí chân lĩnh phong chi sẵn ngôi sẵn lên đi mấy cưng phong sẵn lò. Rồi đủ rồi. Đem về đi. Ok. Cảm ơn tiền bối nha. Cảm ơn tiền bối đã hỗ trợ rất là nhiều. Ủa là sao? Dạ, tụi em đến từ tổ chức hiến máu nhân đạo.